Xin chào mọi người. Một ngày mới đã bắt đầu rồi. Mặt trời đã lên khỏi những dãy núi phía xa đằng kia rồi. Hôm nay thì mình tính dậy sớm để quay khoảnh khắc mặt trời mọc cho mọi người xem, nhưng dậy trễ quá không kịp rồi. Hello mọi người. Xin chào mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi ra cái khu vườn hữu cơ. Đúng. Ở chỗ này họ có trồng ở khu vườn hữu cơ á mọi người. Mình được hái luôn nha. Khu vườn organic á, mọi thứ đều không dùng phân hóa học, không dùng hóa chất. Thì cái khu vườn này nó ở đối diện với cái khu homestay này. Bây giờ mình đi qua đó xem nha. Này là nguyên một cái vườn trồng cà phê. Cây cốc này mọi người. Cốc sai ghê chưa? Quá sai luôn các bạn. Cây cốc nè. Con hái một cái nha. Này là mình được tự do hái và ăn nha. Đây, cô lại hái đi, hái cho cốc đi. Mình sẽ hái một cái. Hái một trái đi con. Hái trái trong kia kìa, trái lá non lắm. Trong kia hả? Sơ xét vô. Xét vô rồi sơ vô. Thôi ra ngoài này đi. Ngoài này cũng được mà. Con chạy vô lấy muối ớt đi. Lấy muối ớt này ăn đi. Con chạy vô đi con. Lấy mà. Cái chén muối ớt mày dẻ mày để trong á. Đi con gái yêu, cái ngoan. Bưng cái chén ra đây mình ăn tại vườn nó mới ngon. Bạn Pikachu về lấy chén muối ớt vừa mới dẻ mọi người. Con thử nó cay cái củ. Cay lắm, cái này mày dẻ ớt nhiều mà. Quá cay luôn. Đi 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 qua, đi 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 qua mọi người gọi bên đó. Đi đi hái thêm cái trái. Hái thêm hai ba trái bỏ trong chén rồi đi. Ok, con bỏ một trái vô nha. Này này con lại đây mày hái cho nè. Đây. Hái vài trái cốc đem theo ăn tại chỗ nó mới ngon, cảm giác nó mới chill. Đã phê. Nó phê. Đó, đây con bỏ hai trái vô. Rồi bỏ trong chén đi. Ok. Rồi đi. Ở đây đây gió mát ghê. Quá mát. Mát mẻ dễ chịu. Như Đà Lạt mà không nóng như ở cái tỉnh miền Trung, nó rất là mát mẻ dễ chịu. Mấy em chó thân thiện ghê. Mấy em chó này, mấy em chó nó mừng đi. Cái gì vậy? Tự. Ôi gió nó mát quá. Cái eo này nè. Ồ có ruột tím nữa hả? Rồi, chưa bao giờ thấy luôn. Em này có nuôi con gì không? Đợt trước coi em nuôi cái chép, mà sau này em nuôi nó chết rồi em nuôi cái cảnh, cái bảy màu. Con cũng chú nuôi cá. Cái cây ớt này thì mấy chú trồng lo rồi, nhưng mà đến đợt mùa nó về nó bị xì ra, mấy em sẽ cắt. Cắt ra đây độc non, mình thở mình cắt mình ăn cái độc non nữa. Mình luộc hoặc mình xào. Mình nấu lẩu. Nấu canh dưới tép. Cái đỏ này nè. Lấy nó ăn cái cây không ta? Dạ không. Con hái. Đột em không sao. Con hái cuốn luôn, không hái gì hết. Lấy cái cây mắc á. Cây cuốn luôn. Con biết nhưng mà con đi 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 cuốn. Ôi này rớt dép rồi. Trồng nguyên một hàng ớt luôn nè. Mùa này nó bị nấm, bị nấm. Chúng nữa con vô con rửa tay con rửa chân. Đó thì nó nguyên ra một vàng trái rồi. Mẹ chúng nữa con vô con rửa chân rửa tay. Ok, đừng có dụi lên mắt nha. Dụi mắt nó cay mắt là chết, sưng mắt luôn. Chạy bên đây mà. Ớt thì già lắm rồi. Lá bị đổ. Vô càng vô càng trượt vậy. Trồng được 2 năm rồi. Sao ở đây càng vô càng trượt vậy chú? Cãi. Su hào.
này là cây gì em? Cây này sao lạ quá vậy? Cái cây này, cái đồng bào. Cây á. À. Mẹ cây bơ nè. Tôi muốn mua bồ tạc. Mẹ cây bơ nè. Ừ. Có bơ trái. Bơ trái luôn kìa. Ừ. Đây bơ không có tư, năm đây bơ. Bơ 34 đúng không? Dạ. Đây là đậu bay. Đậu bay thì mình có thể ăn luộc ăn được. Ừ. Hoặc là nấu canh. Này như nó chú. Cái tên gọi nữa là hoa cải trời hay sao? Dạ. Cải trời. Cái bông nó mình thổi bay bay. Ừ. Cà tím này mẹ. Ừ, cà tím. Ừ. Vậy đu đủ đâu sao? Đu đủ bên kia. Đây cà dĩa hả? Cà à, đây cà dĩa. Cà bác hả? Cà bác. Đây gọi cà bác của mình gọi cà dĩa. Dạ, miếng riêng cà dĩa. Dạ bác. Cái mùi chung mà kêu cà dĩa. Đúng rồi. Cái này là cái gì đó? Bơ. Cây bơ luôn hả? Hoa cải vàng. Cái bông là bông sâm đất. À. Sâm đất thì có thể mình dùng lá mình cũng luộc hoặc là ăn lẩu. Ờ. Nó chất đâu á? Lá sâm đất. Sâm đất này cái này dễ trồng lắm chị. Chiếc nhánh là xuống là nó sống. Thì ở trong vườn này là còn cái trái nào? Quả đụng như không trồng chắc đó. Thì lần này ăn trái cũng được. Không có dùng phân thuốc thì nó bị sâu. Con đi bên đường. Đi mình theo phương thức vườn rừng cái kiểu đó thì mình phải chấp nhận. Ừ. Mình ăn nữa nó ăn nữa. Đúng rồi. Cái này cái sâu đỡ khoảng một tuần nữa bọn em thu hoạch rồi. Cái lá là mình có làm được gì không? Lá thì nấu canh, nấu canh chua vậy. Mẹ, con mẹ hay nha. Cũng luộc ăn cũng được. Cái này nhớ đi chưa, mỗi lần bị viêm họng, viêm amidan á. Cái lá này ăn với nước hồ. Mẹ, mẹ. Cái lá này mà nó chua thì thay cái lá mẹ. Cái này đẹp hơn nè. Nó bị chua. Dạ. Nó chua, nó là canh chua hay nó lỗ cũng được đó lá này. Đợt này bao nhiêu mà chưa tới trồng bắp. Còn nửa tháng mai chồng mình muốn thuốc tiết không dùng được thu hoạch xong thì cắt bỏ luôn rồi. Dạ. Mình không có bỏ nhưng mà phải bón lại đất cái thân nó bắt đầu cúc cúc nhược còn là bắt một tí cái này cái thở mình phơi khô mình làm chè uống cũng được. Đây là con ngọt đó cũng còn đây con luôn. Bên trồng một vườn chuối. Ừ. Bảy bắp cầu. Cho su hào tốt ghê ha. Dạ. Bắp cải. Cải. Đây là su hào. Hai cái trái này, hai trái này nè. Đây số của em trồng xen kẽ với nhau không à, không trồng lúa nào đây lúa nào hết. Ờ. Cái trái này nha. Tại sao lý do sao mình trồng như vậy? Dạ, mà em sẽ cứ kiểu như là cứ coi ví dụ cái hàng này bệnh. Ừ. Hàng này khỏe nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Ok. Hai cái này nha.
hai trái này. Còn nếu mà lỡ một trồng nguyên một luống thì nó bệnh nó sẽ là nó lây lan hết. Ừ, nó lây lan nó chết hết. Dạ. Đi xa ơi. Mùng tơi. Coi chừng rớt em nha. Này chùm ngơi. Ừ. Chùm gì á? Này mình không có dùng phân hả? Dạ không dùng phân, em chỉ bón là cái cỏ hoặc là cái bã cà phơ á, cà phơ á. Thì em sẽ ủ ủ cái gì? Để nó kiểu nó giữ ẩm cho đất. Dạ, dạ. Ừ. Tạo sinh khối cho đất. Ừ. Cái này là mình trồng để phục vụ tham quan rồi mình không, cái này bên nhà hàng đó chị. À, đây là nấu farm, nướng mọi thứ là mình ra. Dạ. Ừ. Bên em mình có hai farm. Ờ. Farm chính là farm bơ của bạn Vãn Khê. Cái đây 24 cây. Vãn Khê nãy có đi ngang qua. À, dạ. Ừ. Thì cái chỗ đó thì diện tích rộng hơn 50 hết. Nhưng mà chưa, bên đó chưa trồng rau được. Ừ. Nên bên tập trung trồng rau bên này. Còn thịt heo anh em mình cũng là cũng bên Vãn Khê hết. À, bên đó có trang trại. Dạ. Chăn nuôi. Dạ. Rồi trồng trọt luôn. Thì muốn em có cần hay gì á, đông đông thì làm con heo. Ừ. Em nuôi gần 100 con heo rồi. Ồ. Còn gà thì gà bên em nuôi nhiều hơn bên đó. À. Này gà nuôi chỗ nào? Dạ phía sau này chị. Ở trong rẫy cà phê á hả? À dạ. Rồi hai con chó ở trước kia có. Trong đó thì có vườn cam nữa. À. Vườn cam hả? Đi. Bên này giữ cây giấm. Đi. Thì lấy nó cái chuyện có muốn hái gì làm mứt á thì có thể hái được. Ừ. Sao mình ăn tại chỗ luôn. Rồi. À. Đi xa, đi xa. Không có thở bảo hủ mình mang về được. Bên em có thở tặng. Cái ly xe thân thiện. Thân thiện. Này nó đang có bầu của chị. À. Nhìn nó như chó đực á, tướng như chó đực. Con này chỉ dán chó Phú Quốc. Hai con kia. Nó Phú Quốc mà. Chó Phú hả? Trời rành dễ sợ. Rành dễ sợ. Hai con này có giữ không vậy? Không, hai con này mới này bị lai rồi. Hai con chó Phú Quốc. Nó có cái đường này là biết Phú Quốc rồi nè. Trời ơi, nó bắt ghê á. Đây phải nhốt lại. À. Cái chó này nghịch. Chó nghịch. Chó con nhỏ nó nghịch. Con nhỏ nó rất là nghịch. Con nhỏ nó rất là nghịch. Con nhỏ nó rất là nghịch. Ok, đi ra ra chuồng gà nè. Không sợ nha, gà nó nhốt trong chuồng hết đúng không? Không. Ê. Mày nói chi. Sợ gà. Cái gì đâu sợ. Không gà. Sợ gà nó cắn con. Cái ớt này ớt sai nè. Wow, ớt nè. Có vô chuồng gà không hay là đứng ở ngoài coi thôi? Vô tận nơi chứ. Tận nơi đó, đó. Ồ. Này gà giống giống gì vậy đó, phải giống gà tê ta? Mẹ. Tại sao nhìn nó tốt quá hả? À, dạ. Con rất wow. Mẹ, đừng cho giống con đi vô. Giống mình dư á. Ừ. Cho con đi ra. Đây, mới em lai gà đế, đó mà chị. Ừ hả, hèn chi nhìn nó to, nó to con. Vô nó có mổ không? Dạ không. Vô đi con, vô vô. Trời, ớt nè. Wow, cái ớt sai nè. Rồi, bây giờ là mình đi vô trong... chuồng gà để xem gà trong này nhiều như thế nào. Nghe nói trong này nuôi gà rất là nhiều và trong này trồng cây ăn trái cũng nhiều lắm. Đu đu theo lưng mẹ nè, nhanh mẹ vô rồi nè. Con không vô. Sợ gà nhanh nè. Rồi mẹ vô rồi nè, đi nhanh đi con. Không. Nhanh này mẹ chờ tụi tin bạn lĩnh lên nhanh. Gái ngoan người thương đấy. Nó đâu quan tâm tới mình đâu. Mẹ có ăn gà không? Không, đi đi đi. Bình thường mẹ có bao nhiêu mà. Rồi bây giờ là để tự tin đi vô trong vườn gà rồi nha. Bây giờ đi dạo một vòng hái trái cây ăn nha. Thank you.
trái này được nè. Nó hai trái chín nha, còn hai trái sống. Ừ. Nó vàng ửng thì nó mới ngọt. Trái xanh nó chưa ngọt đâu. Để với cảm giác ăn tại vườn sướng quá. Mà sao có chút xíu thì trái sai quá ha. Còn cần mẹ nữa. Thích quá. Khoai lang đâu? Khoai lang đâu? Khoai lang đâu? Khoai lang cái đậu, khoai lang luộc ăn ngon lắm luôn á. Sao có gì đâu sợ đúng không? Sợ vậy mà sợ, đi chui lên tiếp đi. Nước cây vậy mà. Mà nếu áo một nghe nó tuột áo mà. Ô cà phê nè. Để hai trái cà phê chín nè. Con chưa biết cà phê đúng không? Im im, để mày hai trái cà phê cho con nè. Đây à. Ai cà phê chín nè. Trong kia nó có trái. Cà phê chín là mình ăn được luôn, ăn. Đây là thành quả hái tại vườn. Trong có. Nói chung là cam này nhiều nhất. Ủa đi đâu mất tiêu hết rồi. Thôi kệ, bây giờ mình đi tự do thôi. Không, muốn đi tham quan. Bây giờ muốn đi tham quan chỗ này đi. Cái này mọi người đâu hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy thích hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mẹ con mình nha. Xin cảm ơn và tạm biệt mọi người.